cơm kìa. Còn mình nương với mình ông làm sao? Nè. Nè. Cha tặng quà rồi sao? Anh Tài lại ba chấm cho cha. Con cha. Ừ. Mình nương sao? Vâng cha sao? Quà gì đẹp dữ vậy ta? Và 1 tháng 6 quốc tế thiếu nhi. Minh Hương gỡ được không? Thôi thôi Minh Hương tự gỡ ra luôn đó. Trời ơi có gì kìa, có su su kìa. Rồi. Rồi khui cái coi. Giờ Minh Hương hỏi khui kìa. Không tốt hả? Minh Hương có gì dạ? Hả? Ôi, cha gỡ tiếp vậy, giả tay gỡ. Rồi. Kèm đó hả? Anh đang bánh kèm hả? Bánh gì? Bánh Hương, bánh gì? Bánh kèm. Rồi, con cảm ơn cha chưa? Con cảm ơn mẹ. Con cha cảm ơn mẹ. Ôi, này quà của cha nè. Con cha cảm ơn mẹ. Chua, cái miệng con chưa hay nhai hết mà. Bánh này là để đi học được nè. Bánh gạo này nè. Bánh gạo nè. Bánh này, bánh bánh học. Bánh gì? Một cười nè. Cho mẹ ăn á. Thôi bên này không biết ăn này anh. Nít người ta khoái bò cười mà nó hay nó không khoái. Đã không Hương? Để đây để bỏ tôi lập. Không có hẻ.